Mời quý khán giả cùng miền Tây hôm nay cập nhật những thông tin thời tiết cho các tỉnh thành Nam Bộ trong những ngày tới. Xin chào chị Khánh Phương, sáng nay thì nhiều tuyến đường tại thành phố Cần Thơ đã bị ngập, không biết chiều nay tình hình sẽ như thế nào ạ? Dạ vâng, thưa quý anh chị cùng với quý vị khán giả thân mến, khả năng chiều nay ở Cần Thơ sẽ ngập sâu và rộng hơn vì dự báo con nước chiều tối nay sẽ lại còn cao hơn so với buổi sáng và dự báo triều cường sẽ vượt mức báo động 3 khoảng 18 cm, gây nên hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp ở các quận nội đô như là quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. Chưa kể, thời điểm triều cường lên đúng lúc Cần Thơ chuyển mưa dông, cho nên vì vậy lượng mưa tuy không lớn nhưng kết hợp với triều cường sẽ gia tăng tình trạng bị ngập úng. Không chỉ ngập ngoài đường mà nước có thể tràn vào cả khu vực dân cư ven sông, ven kênh rạch. Để đảm bảo an toàn, quý vị ở các vùng trũng thấp nên chủ động kê cao đồ dùng điện của mình và ngắt hết những thiết bị điện nếu như thấy nhà có dấu hiệu bị ngập nước, đề phòng bị điện giật. Ngoài Cần Thơ thì chiều tối nay, ở các tỉnh thành khác ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ có mưa dông. Cục bộ có điểm mưa to, nguy cơ cao gây ngập úng. Mưa từ 3 cho đến 4 giờ chiều trở đi. Trước đó thì ở Nam Bộ trời cũng sẽ có nắng. Nhiệt độ ở các thành phố như Cần Thơ, Châu Đốc, Rạch Giá sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Riêng khu vực Đông Nam Bộ, các tỉnh thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa và huyện Đồng Phú nên nhiệt độ sẽ cao hơn một xíu, dao động trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Tại thành phố Phú Quốc thì trời nắng sẽ duy trì trong khoảng 2 tiếng nữa. Trời mát, nhiệt độ trong khoảng 30 độ. Sau đó thì trời sẽ chuyển mưa dông, có lúc mưa rào nặng hạt kèm theo dông mạnh. Còn bây giờ xin được chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Khắp các vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Kiên Giang, gồm Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và quần đảo Côn Đảo, cảnh báo sẽ có mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Xin được cảm ơn chị Khánh Phương với những thông tin vừa rồi. Đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với một xu hướng tiêu dùng xanh, vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm trong chi tiêu.